Cái sẽ các bạn em. Mình lăn em. 15 nữa bên đây. Đó đó. Rồi con gái. Chị uống ra đó con. Rồi không cho bạn làm ăn đâu. Lớn chén hả con ha. Rồi đây. Cô gái. Nè mặn 15 quanh vào đây. Đường với mẹ thôi ha. Phải làm lẹ cái tay không là mới kịp khách lên em. Không là khách kèo lâu quá là bỏ đi. Của anh là ba cái đậu đen, cái đậu phộng hả con? Ủa không, cái đậu phộng với hai cái lá cẩm hồi. Nè, 15, cái này là 15 nha. Ngon là nhờ cái pate với bơ này nè. Ờ. Cải này cũng ngon lắm con. Mình ăn gì chứ ngon á. Xin chào tất cả quý vị đang quay trở lại với kênh Vi Na TV sáng ngày hôm nay nha. Quý vị thân mến, sáng hôm nay chúng ta đang có mặt tại đường Tô Kí. Ở đây là gò vấp hay quận 12 ta? Quận 12 quý vị ơi, quận 12. Này đi ngang qua đây thấy có chiếc xe xôi nè. Mà khách mua đông lắm, chúng ta ghé lại quay chuẩn bị xem. Cũng như để quý vị nào mà có dịp đi ngang qua đây á, mình có thể ghé và trải nghiệm xem sao. Đây cô bán nhiều món lắm quý vị ơi. Nguyên một chiếc xe to lắm luôn nè. Ở đây hai cô bán ha, bên kia có anh trai phụ. Ồ, hình như ngoài xôi ra thì có chè nữa nè. Chè ở dưới đây nữa nè. Dạ con chào cô. Cô cho con gắn cái này con hỏi thăm xíu được không cô? Con gắn này đây xíu nha cô. Dạ cảm ơn cô nhiều. Cô là cô Hoa hả? Đúng rồi con. Dạ. Cô Hoa bán ở đây lâu chưa? Lâu rồi con. Dạ. Bán buổi sáng thôi ha. Đúng rồi. 5 giờ cô bán. Là khoảng mấy giờ là mình nghỉ hả cô? Khoảng 10 giờ con. Dạ, 10 giờ, 5 6 giờ sáng tới 10 giờ. Đúng rồi, đảo đường. Vừa ăn hay vừa ăn em? Hai hộp coi rất là mặn 15. Em nói gì? Có đường, vừa ăn á. Cho em một hộp xôi rớt. Đây nhìn sơ sơ thì cô thấy cũng 4-5 loại. Có thành bắp luôn. Có xôi gấc nè, xôi đầu đen nè, nếp cầm. Coi dạ. Bản là có đầy đủ đó hả? À bên kia kìa, thật đơn. Có ở đây có đủ. Xôi mặn, xôi lá cẩm. Đậu xanh, đậu đen, đậu phộng, bắp, bắp nhào, đậu trắng. Giá thì bao nhiêu mỗi hộp cô? 15 20 xôi mặn con. 15 20. Xôi ngọt thì 10 15. Ở đây xôi mặn cô có pate, bơ, trứng cút. Cái này bán cho khách em. Của em là đậu xanh với đường dừa đúng không? Ăn không? Dạ, đúng rồi. Không, ăn xôi gấc rồi. Rồi, đủ chưa? Còn gì nữa? Vừa có xôi ngọt, vừa có xôi mặn. Ngoài ra thì mình có chè nữa cô ha. Đó, chè bắp con, chè môn, chè đậu trắng. Tất cả những thứ này là mình tự làm luôn hả cô? À, cô làm. Thế nên là cô phải chuẩn bị từ khuya đó ha. Đúng rồi. Một giờ khuya, cô dậy rồi. Đã làm nhiều món đó con. Ở dưới đây cô còn đó nè. Cái đồ ăn, gái ăn gì không cô làm cho ăn? Ăn xôi mặn không con? Làm cho con hộp xôi mặn trước đi con. Có bánh gì đây nữa nè? Bánh ít con. Bánh ít bọc nếp. 15.000 một phần. Đây nguyên sẵn xôi. Đây chia làm 4 ngăn. Chia làm 4 ngăn nè. Ăn đầy đủ hả chị? Nhìn thao đậu xanh ngon ghê không? Dừa nào? Qua chắc người miền Tây luôn ha. Dạ, người miền Tây con. Qua ở tỉnh nào? ở gì quên rồi ta, Hậu Giang, ở ngõ Tắc cái vô đó con. Dạ, Hậu Giang Cần Thơ á. Hậu Giang. Hết chừng nào cô để lên thêm. Không lấy nước béo. Hồi xưa cô Hoa bán, cô có bán nhiều như vậy không? Vậy chứ. Hồi xưa bán là đã bán nhiều món như vậy rồi. Bán nhiều món thì khách có thêm nhiều sự lựa chọn quý vị. Tuy nhiên mà để chuẩn bị nhiều món như vậy thì cũng vất vả và cực lắm. Mỗi thứ một ít vậy chứ cực lắm. Chả lụa. Trứng này cô luộc bằng tay hay luộc máy cô? Bằng tay con. Luộc tay. Tự lột luôn á, tự lột luôn cho nó ngon đó. Dạ. Bằng tay là không ngon. Còn cái này là xôi bắp nè con, xôi bắp nè. Đúng rồi. Cô nấu nhiều lại xôi ghê. Đây chắc ông xà ha. Dạ, dạ chào chú. Thấy cô nắng cái là chú đem dù che cho cô liền. Một tuần như vậy có ngày nào cô nghỉ không? Có con. Chủ nhật ha. Chủ nhật cô nghỉ ngày. Dạ, chủ nhật nghỉ. Còn lại bán tất cả các ngày. Các ngày bán hết, chủ nhật nghỉ ngày thôi. Dạ. Lễ này cô có bán không? Lễ hả? Có dạ. Bán con, nghỉ ngày 22 thôi, còn dạ, hai cây á. Nghỉ ngày 1/2/9 thôi, đúng rồi, bán hết. Dâm bông. Cái bạn đi. Để xem cái địa chỉ chính xác là bao nhiêu. 103 quý vị nha, 103. Ngay quán hủ tiếu Bò Viên Nhuận Ký, 103 phường Đông Hưng Thuận, quận 12. Cô bán ngay đây. Đến một nơi mà có thể ăn được nhiều món quý vị ha. Con có ăn không? Dạ ăn gì quay không? Thử dạ, không? Tí nữa con ăn sau con. Con quay cô làm chút xíu. Một hộp như vậy là trung bình cô bán 15 ngàn. 20 con. Nhưng mà quý vị thích ăn nhiều hơn á thì cứ nói cô nha. Đầy đủ hết em ha. Mà guốc nhiều đúng không? Đây có cái pate với bơ nhìn ngon ghê không? Đó. Rồi lá cẩm ở đầu phòng luôn anh em. Rồi lá cẩm bánh tráng 10 ngàn đầy đủ. 20 nhiều guốc. Xôi bánh tráng là bánh tráng phòng đó quý vị. Bánh phòng, bánh tráng đủ thứ luôn. Đó là bà bánh đúc. 10.000, giấy ơi 10.000 con. 10.000 em đủ rồi. Bánh nhạo mấy hộp con? Rồi của em thấy đi này. Anh ăn cái này hả? 2 hộp nhạo. À bút hộp đúng không? Em. Cái hộp cái nhạo đúng không? Đó nè, có khách lấy đúng cái món mà cô đã làm sẵn á. 10 á 15 gói anh ơi, gói ha. Đây cô có bánh phòng nữa nè. Anh này hỏi anh đi con. Ý quả anh ăn gì? Lá cẩm đầu phòng màu xanh. Rồi 10.000 ha, 15. Rồi gói bánh tráng lá cẩm 15 đầy đủ. Ăn trước nha con, ăn trước nha. Đậu đen 10 ăn nhiêu? Gói 10 tràng luôn hả? Gói nhiều lắm. Lá cẩm này anh ăn hành không anh? Đó. Miếng hành ha. 3 gói đậu đen bánh tráng 10 đầy đủ. Đậu đen lấy 15.000 Cho hai gói siêu bắp với hai gói thôi lá cẩm nha. Đó, hết. Qua đây. Vậy là em lấy mấy gói đậu đen liệu. Hai gói siêu bắp với hai gói siêu lá cẩm. Bắp ăn 10 hơn 15 ăn 10 thôi, 4 gói gói nào 10 hết á. Hai gói siêu bắp với hai gói siêu lá cẩm 10 hết. Rồi. Với phần 10.000. Để chị thêm ra, để chị thêm cho em. Ai ăn mạnh thì mình mua 15. Rồi hai gói lá cẩm bánh tráng rồi. Phải làm lẹ lẹ cái tay không là mới kịp khách gì lên em. Không là khách chờ lâu quá là bỏ đi. Của anh là ba cái đậu đen, cái đậu phộng hả con? Ủa không hết rồi, giờ cái đậu phộng với hai cái lá cẩm 10. Nè, 15, cái này là 15 nha. Hai cái lá cẩm 10. Có hành nè, anh. Ra đây đậu. 15 20 lên. Đậu ha. Rồi. Hành số nặng 15 đầy đủ. Mấy hôm nay trời buổi sáng Sài Gòn quý vị hơi se lạnh. Ăn một hộp xôi nóng hổi, ấm bụng đi làm quá là tuyệt vời. Cô ha? Đúng rồi. Ăn trước con. Hộp lá cẩm 10 đầy đủ. Ngon là nhờ cái pate với bơ này nè. À. Cải này cũng ngon lắm đó con. Mình ăn gì chứ ngon á. Này đậu phộng ngọt cái con. Đậu đen nhựa nữa. Trời trời. Hộp cho bé là hộp gì ta? Lót nhỏ hả? Nhỏ 12 á con, bé ăn. Đó là lá cẩm nha con. Của em là cái gì với gì? Này là 12 à em? 12.000 chị. Đảo đường nó liễu rồi. khoảng 7 giờ mới là giờ cao điểm đúng không con? À, sáng sớm á con, khoảng mấy giờ thế này, bây giờ thấy là khoảng 6 mấy 7 giờ con. Dạ, tới 7 giờ mấy 8 giờ. Đây trời. Nước mẹ mặn của anh. Quên. Để là đẩy xuống đi. Không phải con, phải không bà con? Quên. Chè này có bán bao nhiêu ly rồi con? À 10.000, cái nào cũng 10.000 hết con. Bánh đúc 10.000 hả? À bánh đúc cũng 10.000 luôn, cái nào cũng 10.000 á. Dạ. Đây đi chè nè. Đó đó chè bắp. Dạ chè bắp. Chè đậu trắng. Rồi, đây dòng cái hộp. Để cái hộp đi nha. 15 không lịch nữa. Để rồi, gọi là bé. làm cái tay cũng lẹ ha. Chị bán số nhiều hả con? Không làm lẹ khách rồi đi. Cho các bạn 15 đó chị. Đầy đủ anh ơi. Đầy đủ. Nặng 15 điểu ơi. Anh không mặc tưởng nè con. Có này đủ anh ơi. Đầy đủ, đầy đủ. Cô ăn gì đây con? Gói hộp cơm. Nhiêu hả con? Cô ăn nhiêu? 10.000 á chị. Đồ xanh bao nhiêu cô? Đó là cẩm đó, cẩm em. 33. Để chú hỏi cho con. 15.000 rồi. Rồi em nghe, em nghe. Hộp này bao nhiêu vậy cô kìa? Cái nào con? Cái đó 15.000 đó. Dạ. Dạ. Cô đừng ghiêng con ơi. Chị ơi, ăn gì á? Rồi gái ăn gì con? Chị ăn lá cẩm nha, chị gì lá cẩm nha. Đi đây, để gọi cho em ra cho coi. Gói nhiêu con? 10 với 15. 10 với 15. Hai đậu xanh. Rồi con ăn 10 với 15. Rồi. Với cô làm. Bên đây bánh tiêu với là bánh phồng của chị. Dạ bánh tiêu. Rồi cũng cho bạn. 15 20. Mặn 15 32 bát, cái đậu xanh, cái đậu phộng 10. Mặn 15 của em gái. Quá đông khách rồi. Rồi. Con dít thêm mà hộp mặn 15 nữa. Chị này 3 gói. Với hộp mặn nữa lấy bình hồng đi con. Cái đậu phộng nó điểu rồi. Cái đó vô rồi. Con có mặn hết không hả? Cái xe mặn em. 15 đấy em. 15 nữa bên đây. Đó anh đó. Rồi con gái. Tới hộp cho bạn ăn cao, tới hộp cho bạn 20. Để có sơ gấp chỉ lấy đường với bạn. Rồi. Chị uống làm đó con. Rồi, hộp cho bạn 15 ăn cao. Có sơ gấp 15 lấy đường với bạn. Gói bánh tráng hả con ha? Rồi đây. Của ai ba gói. Của cô gái, cô gái. Nè mặn 15 của em ra đây. Đường với mè thôi ha. Thấy em có 10.000 cái này với đồng bọn hai cái chung nè. Cái này lấy đường với mè. Đó, cô đang cuốn ở cái phòng nó cứng đó con. Dạ. Nè của con gái nè. Nào chị. Cái này mới này có nè. Nửa này 10.000 đúng không? Rồi lấy đường với mè với dừa thôi. Rồi. Đậu phộng nữa, lá cẩm nữa em 10.000 mà hai thứ em. Rồi. Rồi một hộp cho bạn 20. Rồi của anh là 20 rồi con. Một cái bắp 10.000. Có sẵn rồi chị, bắp có sẵn rồi. Chị chỉ ăn đường dừa thôi á, đúng không? Mè không? Chưa, mặn kia nhiêu vậy? Mặn nhiêu vậy chị? Rồi, cho bạn 20. Bắp khô 10 con mặn 15 luôn anh. Rồi. Bắp khô có không? Còn hộp cho bạn nữa. Rồi, một hộp, hai hộp cho bạn 15, một hộp cho bắp khô 15. Cô là 25 hả con? Cô cái này 15, cái đó 10 á. Gì đó em ơi? Nè, cô 25 là con. Mặn của con được cho mỗi hành cho con. Con nhiêu vậy? Mặn con nhiêu vậy? 15. Rồi, không cho hành ha. Chị lấy gói cho bắp 15 đó đi con. Rồi. 15 để vào chung với chị đi. Rồi. Lắp bánh tiêu đường dừa. Bánh tiêu đường dừa. Chị gắt hả con đúng không? 10.000 chị bán rồi. Đường dừa cho anh. Rồi ăn kia. đường ít dừa. Ít đường ít dừa. Với cho gói tím 10.000 nữa thì con. Rồi, ăn chán đúng không em? Ăn gì đấy thôi. Đó là hộp 10.000. Đó bánh tráng mà liệu. Của ai cái đó hộp của ai? À của con trai hả? Của anh còn có thôi chị nữa. Tiến tôi yếm của anh 10.000 nữa. Rồi thôi 40 đi. Rồi cho anh 40. Chai đường dừa đúng không? Rồi gói độc hộp bánh tráng 10. Bánh tráng độc hộp 10. Không lấy gì chú? Không lấy dừa. Không lấy dừa. Có muối nhiều hơn đường. Muối nhiều hơn đường. Nãy có 2 hộp lên có mặn 12. Con ăn làm sổ cho hai. 2 hộp cho mặn 12 không làm sổ lấy 2 cúc. Không lấy hành á đúng không? Đưa không lấy hành. Cô ơi, gì cô lấy cho con hồi nãy con để xuống đây, anh để lên đây lại hả anh? Nào con cha. Để con 2 ly chè nữa, rồi cái hộp xôi kia tính tiền giùm con. Rồi quý vị nào mà mình có đi qua ở địa chỉ là 103 nha, đường Tô Kí, phường Đông Hưng Thuận, quận 12. Buổi sáng thì quý vị có thể ghé và trải nghiệm xôi của cô ở nơi đây. Cô Hoa bán rất là nhiều loại xôi. Ngoài ra thì chè cũng như là có bánh nữa. Nhiều loại lắm. Đa dạng. Quý vị đến đây mỗi ngày ăn một loại xôi cũng được nữa. Chắc là phải đi 1 tuần hoặc 10 ngày mới ăn hết xôi của cô. Cô làm nhanh gọn lẹ lắm. Tại vì 3 người bán nữa, có chú phụ ở đằng sau nữa. Khách lúc nào cũng đông, đông theo từng đợt quý vị. Cảm ơn quý vị, bye bye và hẹn gặp lại quý vị trong những clip tiếp theo.